Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Hôm nay mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ like, share video và comment nhận xét những nhận xét của quý vị dưới mỗi video. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bấy giờ khi Mạnh Kim Sở đến chi vị quán hỏi trưởng quầy về việc của Kha chủ chết, trưởng quầy liền trả lời: "Tiểu nhân cũng không quá rõ, một mình cậu ta đến đây. Khi đến thì có Tả Cô Lương bồi bếp, ngồi ở nhã thọa tầng thứ hai ăn uống, đại khái một thời thần. Trời sắp tối mới đi, tình huống cụ thể thế nào có Tả Cô Lương biết thôi." "Trời sắp tối ư?" Mạnh Thiên Sở lòng chợt động, điều này hoàn toàn phù hợp với lời Kha Chi Phủ kể về thời gian về nhà. Nếu vậy thì Tả Cô Nương ăn chung bữa cơm này là có vấn đề rồi. Chẳng lẽ Tả Gia Âm lại hạ độc chăng? Mạnh Thiên Sở chợt nhó lòng, nữ tử khiến hắn động tâm như vậy, nếu như là phạm nhân giết người thì đúng là sự trào phúng cực kỳ to lớn đối với hắn. Mạnh Thiên Sở trở lại bàn, cơm nước đã dọn đủ, mọi người bắt đầu ăn. Phi Yến hiếu kỳ nhìn xung quanh: "Hôm nay là ngày mấy mà nhiều người vậy?" Nàng gọi một tiểu nhị lại hỏi, tiểu nhị khom người thưa: "Gần đây chuyện làm ăn rất tốt, Mạnh gia và phu nhân mấy lần đến đây đều vào nhã gian ăn uống, do đó các vị không để ý thôi." "Vậy ư, vậy tốt quá rồi, thế nhưng hôm nay dường như đặc biệt đông hơn." Hạ Phượng Nghi liền nói: "Đúng vậy, Tả Cô Nương của chúng tôi gần đây đưa ra một món ăn rất đặc sắc, rất nhiều người vì mộ danh mà đến dùng món ăn mới đó." "Cô nương của các ngươi thật là biết làm ăn, bận rộn như vậy mà còn ở không vẫn nghĩ ra món mới." Hạ Phượng Nghi liền nói: "Đây là quy củ của chi vị quán chúng tôi, chỉ cần là khách cũ đều biết điều này, đó là trong vòng 3 tháng thì Tả Cô Nương sẽ tạo ra một món ăn mới. Vậy hãy đem ra cho chúng ta một phần món ăn mới thử xem thế nào." Mạnh Thiên Sở liền bảo: "Đã dọn lên rồi." Đếm tiểu nhị chỉ vào con cá ở giữa bàn: "Chính là món này, gọi là Tây Tử Nghê Thường." "Vậy ư?" Bốn người đều nhìn đến giữa bàn. Món ăn này dùng cá hồng ở Tây Hồ làm, được cho thêm một loại cỏ dại tên là ngư hương thảo, còn có gạch cua đặc biệt của Tây Hồ. Xem ra món này có đỏ có xanh, vô cùng hấp dẫn. Nếm thử một miếng, mùi vị cực ngon. Mùi vị cực ngon, đặt tên cũng cực hay. Mạnh Thiên Sở vừa thử vừa cảm thán: "Độc tiếu hân phong cách đa sự, cường khiếu Tây Tử Vũ Nghê Thường, tên rất hay." Đến tiểu nhị khen: "Mạnh gia thật là đa tài, cô nương chúng tôi lúc nào món này cũng nói hai câu như vậy, xem ra là lấy tên món ăn từ hai câu này rồi." "À, ta chỉ là buột miệng đọc lại thôi, ngươi cứ làm việc của ngươi đi." Điếm tiểu nhị khom người bỏ đi. Phi Yến đứng sau lưng Hạ Phượng Nghi, nghe lời này cười khúc khích, khom người xuống nói sát tai của Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở: "Nô tỳ phát hiện thiếu gia của chúng ta và Tả Cô Nương thật là tâm linh liên thông à." Mạnh Thiên Sở trở đầu đũa gõ lên đầu Phi Yến: "Lại nói bậy gì đấy, không sợ người ta nghe mà cười cho hay sao?" Tiếp đó gầm đầu ăn. Lúc này Mạnh Thiên Sở lại nghe được một mùi hương nồng nặc, loại hương này rất quen, không cần ngẩng đầu cũng biết Tả Gia Âm đã đến. Quả nhiên giọng nói trong trẻo như chuông ngân của Tả Gia Âm đã cất lên: "Mạnh gia thật là ngại quá, Gia Âm có việc ra ngoài, chiếu cố không chu toàn." Mạnh Thiên Sở đặt đầu đũa, từ từ ngẩng đầu nhìn gương mặt diễm lễ của Tả Gia Âm, trái tim co rút, miễn cưỡng cười nói: "Kỳ thực bỉ nhân đến tìm Tả Cô Nương là có chuyện muốn hỏi." Nụ cười của Tả Gia Âm vẫn y như cũ không giảm, ngồi xuống chiếc ghế gần đó: "Vậy à, được thôi, Mạnh gia có chuyện gì cứ tự nhiên hỏi. Có thể tìm chỗ nào thanh tĩnh để nói không?" "Vâng, vậy đến phòng ta có được không?" Tả Gia Âm không nhìn Mạnh Thiên Sở mà quay sang hỏi ý của Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi cười điềm đạm, tỏ vẻ mọi chuyện vợ tùy theo chồng. Mạnh Thiên Sở không nghĩ gì nhiều, gật gật đầu để Hạ Phượng Nghi ngồi đó chờ, còn bản thân thì đi theo Tả Gia Âm đến khuê phòng ở tầng 2. Mở cửa ra, một mùi hương ập vào mũi khiến người ta thư thái khắp người. Mạnh Thiên Sở không khỏi buột miệng khen: "Thơm quá." Tả Gia Âm mời Mạnh Thiên Sở đến ngồi trên ghế, khép cửa lại cười nói: "Đây là chỗ ta nghỉ ngơi một chút khi lo liệu chuyện làm ăn ở tiểu lâu này. Ngày khác ta sẽ đưa huynh tới nhà ta, đến xem phòng của ta, chịu không?" Lời này thập phần ái muội, Mạnh Thiên Sở rung động cả người, bắt gặp ánh mắt long lanh ánh nước nhu tình của Tả Gia Âm, vội vã tránh đi. Tả Gia Âm cười khanh khách, đến ngồi bên ghế chủ tọa cạnh Mạnh Thiên Sở: "Mạnh gia, không phải là có lời hỏi Gia Âm hay sao?" "À vâng."
Mạnh Thiên Sở ho khan một tiếng, nói vào chính đề là hắn lấy lại tinh thần ngay. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề vậy. Chiều ngày công tử Kha Trù của chi phủ đại nhân chết đấy, có phải là có đến chi viện quán của cô không? Tả Gia Âm gật đầu, đôi mắt long lanh nước vẫn nhìn sâu vào hắn y như cũ. Cô và hắn có cùng dùng cơm có phải không? Tả Gia Âm lắc đầu. Không phải mỗi nam nhân có tiền đều có tư cách cùng ta ăn cơm. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, mắt xoay chuyển một vòng, cười kiều mị. Càng không nói chi đến chuyện ta đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho. Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết nàng ta đang chỉ về chuyện ở Giai Âm Sơn Trang. Nhớ tới những đóa hoa kiều diễm nở khắp núi, rồi thân hình tha thướt của Tả Giai Âm trong hoa cỏ, hắn cảm thấy mặt nóng bừng. Hắn khẽ liếc nhìn nhanh nàng, rồi vội vã cụp mắt xuống, tiếp tục hỏi. Vậy rốt cuộc là thế nào? Cô có thể nói những gì đã xảy ra hay không? Rất đơn giản, hắn đến ăn cơm ở nhã gian tầng 2 của quán. Người ta là công tử của chi phủ đại nhân, ta đương nhiên phải đến chào, nói chuyện một hồi. Tiểu nhị đến nói Nhữ Hàn đến rồi, tìm ta có chuyện. Ta liền rời khỏi nhã gian, mang Nhữ Hàn đến phòng này nói chuyện một hồi. Đang nói chuyện thì Kha công tử kiếm chuyện, nói đồ ăn không ngon, đánh tiểu nhị. Ta vội ra xử lý, xong quay trở lại thì Nhữ Hàn đã đi rồi. Ta cũng trở lại nhã gian thì Kha công tử cũng không thấy đâu nữa. Hỏi trường quầy mới biết là vừa đi, nó là muốn đến Hoa Thuyền Ấn Nguyệt ở Tây Hồ uống rượu. Đơn giản như vậy sao? Vâng. Mạnh Thiên Sở đanh mặt. Cô nói dối, Kha chủ rời khỏi chi vị quán của cô, căn bản không đến chơi Hoa Thuyền ở Tây Hồ mà trực tiếp trở về nhà. Điểm này thú bà ở Hoa Thuyền và cô nàng nghệ ký ở đó có thể làm chứng. Hắn đêm đó chết ở trong nhà, kinh qua bị nhân kiểm tra thì chết là vì trúng độc. Và bữa cơm cuối cùng của hắn là ăn ở chỗ cô, còn gây sự nói đồ ăn không ngon. Điểm này Tả cô nương giải thích thế nào đây? Sắc mặt của Tả Giai Âm vẫn bình hòa phi thường, thùng thình hỏi. Mạnh gia có phải hoài nghi ta hạ độc Kha chủ hay không? Không phải cô thì là ai? Nếu là như vậy, Mạnh gia không trói Giai Âm tôi lại rồi giải về nha môn thẩm vấn đi. Ta... Cô đừng có cho là ta không dám. Mạnh Thiên Sở làm ra vẻ rất dữ dằn. Chỉ bằng bữa ăn trước khi chết là ở chỗ cô đây, ta có thể bắt cô về quy án, nghiêm hình thẩm vấn rồi. Cô đừng có cho là ta thương hương tiếc ngọc. Khuyên cô thật thà khai ra, để tránh khỏi cái khổ của da thịt. Tả Gia Âm mỉm cười đứng dậy, yểu điệu bước đến mở cửa, quay đầu lại thản nhiên cười. Mạnh gia, bộ đầu của nha môn đang đứng ở dưới lầu kìa, gọi y lên bắt Gia Âm đi. Ta muốn xem coi Mạnh gia thẩm tấn Gia Âm như thế nào đây. Mạnh Thiên Sở đứng phắt dậy, bước tới trước mặt Gia Âm, nhìn chòng chọc vào mắt cô. Ánh mắt của Tả Gia Âm chẳng lộ biểu tình hoảng hốt gì, vẫn mỉm cười ngọt ngào nhìn trả lại hắn. Đối mắt một lúc, cuối cùng thì Mạnh Thiên Sở bại trận. Dù sao thì hắn chưa hề nắm được bằng chứng chân thực hạ độc của Tả Gia Âm. Sau đó cái gọi là nghiêm hình bức cung chẳng qua là nói chơi để hù dọa, chứ muốn hắn động hình với cô nương như hoa như ngọc thế này thì làm sao hắn nỡ. Huống chi Tả Gia Âm có thể dọa cho người của Đông Hán sợ mà bỏ chạy, bản thân nếu làm thật không biết ai sẽ là kẻ xui xẻo thua thiệt đây. Trước khi làm rõ tình huống, xung động nhất thời nhất định sẽ nhận chịu sự trừng phạt. Mạnh Thiên Sở cụp mắt. Tả cô nương, nếu như cô làm thật, hy vọng cô có thể như thật khai ra, cũng chưa chắc là đến lúc không có chỗ cứu vãn. Nếu không, chả ta nắm được con bài của cô rồi, mang bộ khoái đến tìm cô thì mọi chuyện đã trễ rồi. Vậy sao? Tả Gia Âm bước lên nửa bước, dường như áp sát người vào thân thể của Mạnh Thiên Sở. Không biết là hương hoa hay là mùi hương thiếu nữ mà thấm tận tâm của kẻ đối diện, lại còn dùng giọng lưỡi ngọt ngào thách thức. Vậy ta sẽ đợi ngày huynh đến tìm ta. Câu nói này sao mà nghe giống với một nữ tử si tình đang chờ người trong mộng đến như vậy. Mạnh Thiên Sở chỉ còn biết co giò mà chạy, trở xuống dưới lầu mang theo Hạ Phượng Nghi và mọi người rời khỏi chi vị quán. Ngay cả xe ngựa cũng không ngồi, chỉ cúi đầu đi tới. Đi xa rồi mà tim hắn vẫn còn cứ đập thình thịch. Vương Bộ Đầu liền hỏi, sư gia, chúng ta hiện giờ đi đâu? Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ liền hỏi lại, Vương Bộ Đầu, ông biết Phi Tiềm Tẩu Bích không? Vương Bộ Đầu đỏ mặt, cái này tôi không biết đâu, tôi luyện là ngoại công gia pháp, hơn nữa thân thể quá nặng, lên trên đỉnh phòng là đạp thủng nóc ngay. Mạnh Thiên Sở hơi có chút thất vọng, thầm nghĩ, nếu bản thân mà là cao thủ công pháp như Triển Chiêu thì hay quá, đành hỏi, thế những bộ khoái khác trong nha môn chúng ta thì sao, có ai có công phu này không? Vương Bộ Đầu lắc đầu, cười cầu tài nói, sư gia, nói thật thì bộ khoái chúng tôi đều có sức mạnh một chút hơn người mà thôi,
sức đó nhấc đá, vác gỗ thì còn được, chứ nếu loạn chạy nhảy trên mái nhà thì đừng nói là biết, dù có nhìn thấy cũng chưa hề. Chà chà, cả đám nặng nề này. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, chuyển thân bỏ đi. Vương Bộ Đầu chạy đuổi theo liền hỏi: Sư gia, đột nhiên hỏi chuyện đó để làm gì vậy? À, ta muốn tìm người theo dấu Tả Giai Âm. À, có khả năng là kẻ hạ độc giết chết Kha Trù, nhưng vừa rồi à không chịu khai, do đó cần phải phái người lèn vào nhà của à dò la chứng cứ. Tả Giai Âm thân có võ công, tất phải tìm người có thể chạy nhảy trên mái nhà linh hoạt mới có thể khỏi bị à phát hiện. Vương Bộ Đầu à lên một tiếng nói: Loại cao thủ này nhất thời không biết tìm chỗ nào. Theo tôi thấy thì tên tiểu khoái bộ Tống Tường Vũ cũng linh hoạt, tuy không biết phi tiềm tẩu bích nhưng cũng có thể leo trèo qua tường lèn vào nhà này nhà nọ. Tôi thấy hắn khá thích hợp, hay là cho hắn thử coi. Leo trèo làm cho khỉ à? Mạnh Thiên Sở cười khổ, hiện giờ chỉ còn biết hạ thấp tiêu chuẩn thôi, hay là cứ cho hắn thử, dù sao có cũng còn hơn không, nên gật đầu nói: Vậy cũng được, ông lập tức bố trí, nhưng phải chú ý các vị phải mặc đồ thường theo ả. Nếu như phát hiện sự tình gì, lập tức cho người cướp hắn ra, đừng để hắn gặp phải nguy hiểm. Có tin tức gì thì đến nha môn tìm ta, ta ở nha môn chờ các vị, mau đi đi. Dạ. Vương Bộ Đầu cung tay xoay người bước vội. Lúc này Hà Phượng Nghi mới hỏi: Phu quân, Tả cô nương là hung thủ giết Kha Chủ thật sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu: Hiện giờ còn chưa thể nói như vậy được, nhưng cô ta là kẻ hiểm nghi, nghi phạm tội lớn nhất. Phi Yến vẫn rất có cảm tình với Tả Giai Âm, vội nói: Thiếu gia, Tả cô nương có vẻ không phải là hung thủ, đây là người tốt, sao có thể hạ độc chứ? Ha ha, ta cũng hy vọng cô ấy không phải, nhưng mà chi ân chi diện bất chi tâm. Ba người không nói gì, tiếp tục chậm bước về nha môn của huyện Nhân Hòa. Xe ngựa của nha môn đi phía sau họ. Mạnh Thiên Sở cúi đầu hồi ức lại lời của Tả Giai Âm. Đột nhiên một ý niệm chợt lóe lên. Tả Giai Âm vừa rồi nói Kha Chủ rời khỏi chi vị quán liền tới Hoa Thuyền ở Tây Hồ, lời này có thực hay không? Tả Giai Âm không cần phải phịa ra câu chuyện này để lừa hắn, nhận thì có thể tra ra ngay, lừa cũng không có ích gì. Chẳng lẽ Tu Bà và Liên Ni của Ấn Nguyệt Hoa Thuyền nói dối chăng? Mạnh Thiên Sở đột nhiên đứng lại, mắt sáng lên. Nếu như Kha Chủ thật sự trở lại Hoa Thuyền, ở đó ăn uống, vậy hắn hoàn toàn có thể bị trúng độc ở Hoa Thuyền. Như vậy thì không phải Tả Giai Âm, không phải người hạ độc sao? Không biết vì sao, phát hiện có khả năng không phải Tả Giai Âm hạ độc xong, Mạnh Thiên Sở lại cao hứng đến bất ngờ. Hắn bây giờ mới phát hiện cái tên Tả Giai Âm không biết đã len lỏi vào tim hắn không biết từ lúc nào. Mạnh Thiên Sở liền nói: Đi, chúng ta đến Tây Hồ chơi Hoa Thuyền. Phu quân. Hạ Phượng Nghi cắn môi: Gì hả? Mạnh Thiên Sở cười cười nhìn nàng. Hạ Phượng Nghi vốn định nói đến chỗ dơ giấy đó để làm gì, nhưng có lần giao huấn trước rồi, nàng không dám nói loạn nữa. Rất có khả năng lần này Mạnh Thiên Sở còn đi tra án gì đó, nếu không giữa trưa trời nắng chang chang này đi chơi Hoa Thuyền làm cái gì đây. Nàng vội đổi giọng nói: Tiền thiếp và Phi Yến đều chưa thay đồ, như vậy đi sao? Không hề gì. Mạnh Thiên Sở ngoắc tay gọi xe ngựa của nha môn, sau đó mới nói: Giữa trưa thế này Hoa Thuyền chắc không có khách nào, cứ như vậy đến không có cần nhiều thời gian đâu, lên xe đi. Ba người lên xe ngựa của nha môn, ngồi xe đến cạnh Tây Hồ. Chiếc Ấn Nguyệt Đại Hoa Thuyền đó vẫn dập dìu đậu cạnh hồ, phảng phất như con trâu nước đang ngủ trưa. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người xuống xe, phe phẩy quạt đi đến đó. Trưa hôm nay quả nhiên chẳng có mấy khách nhân đến Hoa Thuyền, cho nên Tú Bà lúc này đang ngồi trên ghế dựa bên cạnh Hoa Thuyền chợp mắt. Sau lưng là một tên móng rùa đứng cầm dù lớn che cho mụ. Một tiểu nha hoàn cũng đang đứng cạnh đó quạt, khi thấy có khách liền khẽ đánh thức bà ta. Tú Bà hé con mắt ngáy ngủ ngước nhìn khách đến, dù sao cũng là kẻ kéo già, mụ vừa nhìn là nhận ra ngay Mạnh Thiên Sở, vội đứng dậy chào mời. Ai ra, Mạnh gia của tôi đấy à, ngài đúng là lâu lắm rồi chưa ghé chỗ chúng tôi đó nha, có phải là lần trước chiếu cố không được chu toàn đúng không? Mạnh Thiên Sở nhớ đến mấy phim Hồng Kông mà hắn được xem, cười bảo: Bà đúng là biết nói chơi, ta mới đến hai hôm trước đây, làm gì mà lâu đây. Ai ô, một ngày không gặp như cách ba thu mà. Hơn nữa Mạnh gia anh tuấn phong lưu như vậy, các cô nương còn không cầu mong ngài sớm đến hay sao? Ha ha, là mong chờ bạc trong cái túi bự của bề nhân thì có. Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt chậm bước lên bong thuyền, Phi Yến đỡ Hạ Phượng Nghi theo sau. Lần này Phi Yến và Hạ Phượng Nghi đều mặc đồ nữ, cho nên Tú Bà nhận ra ngay là hai cô gái cải nam trang theo Mạnh Thiên Sở lần trước.
tặc lưỡi lên hồi, định khen vài câu, Mạnh Thiên Sở đã xua tay. Được rồi, bớt nói lời thừa, tìm cho ta Nhã San, rồi gọi nên đi đến, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Ai ra, Mạnh ra, cái này thật là tiếc quá. Tú bà vỗ hai tay thở dài, lên đi, thân thể bất an, đang nằm nghỉ rồi. Mạnh Thiên Sở lời nói lời thừa, móc ra một nén bạc vụn đại khái 5-6 tiền quẳng cho Tú bà. Tú bà lập tức đổi nét mặt, nếu như Mạnh gia đã gọi, cho dù em nó còn một hơi thở cũng phải bỏ dậy gặp Mạnh gia, tôi lập tức đi gọi. Nói xong, trước hết dẫn Mạnh Thiên Sở vào một gian phòng trang nhã, sắp xếp đâu vào đó, ra lệnh dọn điểm tâm lên rồi mới hành hạch bỏ đi. Chẳng mấy chốc, Tú bà dẫn Lenny vào phòng. Lenny ôm trong lòng một cây đàn tỳ bà, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở liền lộ vẻ vui. Cô nàng ngồi xong khẽ hé môi hồng, hơi e thẹn hỏi nhỏ, Mạnh gia, hôm nay định nghe tiểu khúc nào đây? Không cần vội, có sự tình ta muốn hỏi các người trước đây. Lenny nghe thế vội đặt bàn tỳ bà xuống bàn, Mạnh gia, có chuyện gì xin cứ hỏi. Mạnh Thiên Sở nhìn về phía Tú bà, lại nhìn Lenny, bắt đầu, lần trước ta hỏi các ngươi là Kha chủ có phải đến hoa thuyền của các ngươi hay không, cả hai ngươi đều không nói thật. Nụ cười trên mặt Tú bà co lại, tiếp đó nói, sao lại như thế chứ, chúng tôi đều nói thật thà. Vậy sao? Mạnh Thiên Sở cười lạnh, ta hỏi ngươi, lúc trời tối Kha chủ công tử có đến đây không? Sắc mặt Tú bà chợt biến, cười gượng đáp, không có, không có đến mà. Vậy sao? Mạnh Thiên Sở liếc xéo phát hiện Yên Y cúi đầu, thần tình trên mặt phảng phất như có lời gì muốn nói, chỉ có điều Tú bà ở bên cạnh nên không dám lên tiếng. Mạnh Thiên Sở hừ lạnh, nhìn chừng chừng Tú bà, từ từ nói, có người chứng minh Kha công tử vào lúc trời tối đã đến ấn nguyệt hoa thuyền của các ngươi, ngươi còn muốn chối hay sao? Nụ cười của Tú bà từ từ tiêu biến, lạnh lùng nói, lần trước ta đã cảm thấy không ổn, hiện giờ xem ra Mạnh gia không phải là đến tìm cô nương mà là đến kiếm chuyện, vậy ngươi kiếm sai chỗ rồi, hiện giờ các ngươi tự cút đi hay là để chúng ta quẳng ra đây. Lời vừa nói, ngoài cửa có hai vị đại hán vạm vỡ tiến vào, đều là tráng hán vai u thịt bắp, khoanh tay lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở. Thấy tình cảnh này, Hà Phượng Nghi và Phi Yến đều sợ tái cả mặt, ôm nhau run cầm cập. Lenny đứng dậy run giọng nói, má má, xin má má tha cho Mạnh gia. Tú bà vung tay tát cho Lenny một cái cực mạnh, loạng choạng ngã dúi về sau, đè lên cái ghế khiến cây đàn tỳ bà rơi xuống đất. Mạnh Thiên Sở cũng giật mình, làm rơi quạt giấy xuống đất, thần tình có vẻ bối rối, đứng lên chắp tay nói, hiểu lầm, ha ha, đây là hiểu lầm thôi, chúng ta đi, lập tức đi ngay. Rồi không chú ý gì đến Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đang ôm nhau run cầm cập ở phía sau, cúi đầu đi ra ngoài cửa. Một đại hán cười lạnh bảo, thật là không biết sống chết. Ai? Một tiếng gào thảm thiết cất lên, đại hán này ôm bọng đái cục xuống, thì ra là bị Mạnh Thiên Sở thúc đầu gối vào bộ hạ. Đại hán ở bên cạnh cả kinh, y không dám tin là Mạnh Thiên Sở dám đột nhiên hạ thủ đối với họ. Không chờ y kịp phản ứng, Mạnh Thiên Sở đã đạp mạnh vào xương ống quyền của y. Tiếp theo đó, cần cổ mé trái của y đau kịch liệt, bị đánh mạnh vào đó một chưởng. Phía bên cổ là chỗ có dây thần kinh mê tẩu, là dây thần kinh phế vị, là đôi thần kinh thứ 10 trong hệ thần kinh. Nơi này nếu bị chặt đánh một lực mạnh sẽ gây kích thích tim, dẫn tới hôn mê tức khắc. Trong tình hình nghiêm trọng, nó thậm chí còn dẫn đến phản xạ dừng nhịp tim, gây cái chết bất ngờ. Do đó, một chưởng này của Mạnh Thiên Sở dùng đến bảy thành lực đánh chuẩn xác vào bộ vị đó, đã khiến đại hán rên hộc một tiếng rồi cục xuống hôn mê ngay. Đại hán còn lại lúc này hơi khôi phục từ cơn đau kịch liệt ở bộ hạ, vừa ngẩng đầu lên thì bị Mạnh Thiên Sở dung tình không động thủ, động thủ thì không dung tình, đánh móc một cái thẳng vào quai hàm của y. Quyền này cực kỳ trầm trọng, quai hàm của đại hán ngước ra, đại não bị chấn động kịch liệt, lập tức ngã ngửa, rơi vào trạng thái bán hôn mê. Mạnh Thiên Sở bước tới một bước, giẫm mạnh gót chân lên ngực, trúng vào chấn thủy của đại hán. Đại hán hự lên một tiếng, co người giãy một cái ngất đi, hai chân đạp gãy cả song chấn, rồi bật lộn người rơi xuống sông, chớp mắt không còn tung tích. Mấy thuyền phu hò hét nhảy xuống dưới theo sau vớt cứu người. Nói thì chậm, chứ động thủ chưa là chuyện trong chớp mắt, Tú bà còn chưa phản ứng gì thì hai đại hán đã bị đánh gục. Hai đại hán này tuy thân thể cao lớn, rất có sức khỏe, nhưng chưa tập qua công phu gì. Mạnh Thiên Sở từ nhỏ đã ham thích thể dục, từ khi quyết định vào học viện hình cảnh đã bắt đầu khổ luyện đánh đấm và cầm nã, quanh năm không lơi lỏng. Một chiêu chế địch này trong thuật chiến đấu đối với hắn mà nói là lắm như trong lòng bàn tay. Mới đầu là làm ra vẻ sợ sệt để đánh lừa đối phương cho chúng mất cảnh giác,
sau đó đột ngột đánh lén, công kích như điện xẹt, chớp mắt đã hạ gục địch nhân. Tú bà hét toáng lên, chuyển thân chạy ra cửa, nhưng Mạnh Thiên Sở đã thỏ tay ra, chụp ngay tóc mụ, cười lạnh. Chúng ta còn chưa nói xong, ngươi muốn chạy đi đâu? Tú bà múa loạn hai tay, trong không trung la hét om sòm. Ngoài cửa có mấy tên móng rùa cầm côn định xông vào, nhưng Mạnh Thiên Sở đã rút cây châm từ trên đầu Tú bà kề ngay cổ mụ. Tú bà lập tức như con vịt bị bóp cổ, tiếng kêu thảm thiết lập tức ngưng bặt. Đám móng rùa cũng vội đứng sững lại, không dám tiến lên nửa bước. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói: "Các ngươi nghe đây, ta là hình danh sư gia của nha môn huyện Nhân Hòa, chịu sự ủy thác của Hàng Châu chi phủ Kha Càn, Kha đại nhân đến phá án Kha công tử bị bỏ thuốc độc giết chết. Tú bà có hiểm nghi phạm tội trọng đại, bổn nhân đang tiến hành bắt mộ, ai dám to gan chống lại chính là chống lại cảnh chính là chống lại quan phủ. Căn cứ Đại Minh luật, kẻ chống đối giết không tha." Mấy lời này lập tức khiến bọn bóng rùa giật nảy mình, đưa mắt nhìn nhau, có lòng muốn quẳng thiết côn đi nhưng lại sợ bị trách phạt, nhất thời không biết làm gì. Tú bà bị cây châm nhọn chĩa vào cổ, có lòng muốn nói nhưng không dám phát xuất nửa lời. Mạnh Thiên Sở trong lúc nóng giận chọc một châm vào cổ là tiêu đời nhà ma. Một tên bóng rùa hơi lớn tuổi lấy hết gan uy hiếp: "Hoa thuyền này là của đại hộ lớn nhất Hàng Châu, Lâm trưởng quỹ đấy. Lâm trưởng quỹ rất có giao tình với chi phủ đại nhân, khuyên ngươi mau thả má má ra, đi đi, chúng ta không nhớ dai đâu." Mạnh Thiên Sở nghe lời cười ha hả, vung tay đẩy Tú bà ngã dúi xuống sàn, đạp chân lên mặt mụ, cây châm trong tay điểm điểm mấy tên móng rùa. "Vậy được, mau đi báo cho ông chủ Lâm của các ngươi, bảo ông ta rằng hình danh sư gia Mạnh Thiên Sở của huyện Nhân Hòa đang làm loạn trên hoa thuyền của ông ta, bảo ông ta lập tức đến đây, đến trễ một chút thì ta sẽ châm một mồi lửa đốt hoa thuyền này luôn, mau." Tên bóng rùa đó nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, không biết là có ý gì, nhưng biết là trong lời này còn có ý khác. Nếu như không phải Lâm Trường Quý có thù gì đó với người này khiến y đến tìm cừu, thì cũng là có quan hệ gì đó, cho nên vội vã phái người cưỡi ngựa chạy đi báo cáo. Vừa rồi Mạnh Thiên Sở làm ra vẻ khúm núm định bỏ đi, khiến cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến tức đến run cả người. Hai nàng không ngờ hắn là kẻ tham sinh húy tử như vậy, ngay cả nữ nhân của mình cũng không thèm quản, định bỏ chạy. Đang lúc vừa giận vừa sợ, không ngờ Mạnh Thiên Sở đột nhiên ra tay đánh ngất hai đại hán, bắt Tú bà làm con tin, mới biết vừa rồi đã trách lầm hắn, giả vờ sợ sệt chỉ là lừa đối phương mà thôi. Hai nàng lại nghe hoa thuyền này thì ra là của Lâm Trường Quý, biết Mạnh Thiên Sở lần trước phá án con gái Lâm Trường Quý bị giết, giao tình khắc sâu, Lâm Trường Quý còn tặng một quán rượu nhỏ nên bấy giờ mới yên tâm. Phi Yến cao hứng nhảy dựng lên, nắm kéo Liên Y đang ngã đè lên đàn tỳ bà, rồi nhặt lấy cái đàn tỳ bà đứng cạnh Mạnh Thiên Sở, đưa tay chỉ trỏ bọn bóng rùa: "Đám cẩu nô tài các ngươi nghe đây, thiếu gia chúng ta là đại ân nhân của Lâm Trường Quý các ngươi, các ngươi dám đồng thủ với ân nhân của Lâm Trường Quý, đúng là đôi mắt chó hết rồi sao?" Đám bóng rùa nghe vậy tuy là bán tín bán nghi, nhưng sự tình này thà tin là có còn hơn không, đều lui lại mấy bước. Có mấy tên nhát gan bỏ thiết côn xuống. Mạnh Thiên Sở cười nói với Phi Yến: "Đừng có la hét nữa, em đi đóng cửa phòng lại, ta lập tức thẩm vấn hai người này, chờ Lâm Trường Quý đến thì mọi chuyện đã rõ rồi." Phi Yến vội chạy đi đóng cửa phòng lại. Hạ Phượng Nghi lúc này mới bình tĩnh lại từ cơn kinh hoàng, run giọng nói: "Tướng công!" Mạnh Thiên Sở vỗ ngực khoa trương, làm như pho tượng hay người máy gì đó mà hắn từng xem lướt qua trong truyện tranh: "Đừng sợ, có bổn tướng công ở đây, mọi chuyện đều không thành vấn đề." Hạ Phượng Nghi bị hắn chọc phát phì cười, gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở quay sang nhìn Liên Y đang tái nhợt mặt mày, ngồi ở ghế không biết làm gì, liền hỏi: "Liên Y cô nương, cô không sao đấy chứ?" Liên Y khẽ lắc đầu: "Đa tạ Mạnh sư gia lo lắng, thiếp thân không sao." Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn đại hán đang hôn mê nằm đó, rồi bỏ cái chân đang đạp lên mặt của Tú bà ra, ngồi xuống ghế, lạnh giọng bảo mộ: "Ê, chết chưa? Chưa chết thì bò dậy, trả lời câu hỏi của ta. Nếu mà chết rồi thì ta quẳng ngươi xuống hồ cho hà bá ăn." Tú bà vội bò dậy, quỳ dưới đất dập đầu cầu khẩn: "Mạnh gia tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội Mạnh gia, xin tha mạng." "Muốn ta tha cho ngươi cũng được, thành thật trả lời câu hỏi của ta." "Dạ, dạ." "Trước ngày Kha công tử chết, có phải là có trở lại hoa thuyền của các ngươi không?" Tú bà hơi đắn đo, cuối cùng dập đầu đáp: "Dạ, có quay lại." "Ngươi đem mọi chuyện kể lại cho ngươi biết, nếu có nửa lời dám giấu thì đừng trách ta vô tình." Mạnh Thiên Sở ghìm ghìm cây ngân châm trong tay. Tú bà run bắn người đáp:
Chiều hôm đó, khi trời sắp tối rồi, Kha công tử trở lại hoa thuyền của chúng tôi, uống mấy bôi, sau đó mệt rồi bỏ đi luôn. Hắn uống rượu với ai? Cậu ta ở đỉnh lầu, xem ca vũ uống rượu, chỉ có một mình. Liên Y ở bên cạnh ho khan, Mạnh Thiên Sở động tâm, dùng khóe mắt khẽ liếc cô nàng, sau đó quay qua hỏi, Liên Y cô nương, sự tình có phải vậy không? Liên Y nhìn thoáng Tú Bà, sau đó cúi đầu không hó hé câu nào. Mạnh Thiên Sở biết là cô nàng e ngại, liền an ủi, cô đừng lo, nếu như cô cung cấp tin tức phá án công tử của tri phủ đại nhân bị giết lập đại công, ta có thể đảm bảo cô bình an vô sự. Hơn nữa còn nói tri phủ đại nhân trọng thưởng cho cô. Liên Y bán tín bán nghi nhìn Mạnh Thiên Sở cúi đầu suy nghĩ một hồi, biết hiện giờ có thể là thời điểm đổi thay của cả đời người. Vấn đề là bản thân có biết nắm bắt hay không. Nàng cuối cùng cắn răng gật đầu nói, được, đêm hôm đó Kha công tử không phải đến một mình, mà là cùng Lý công tử quay lại đây. Lý Nhữ Hán. Mạnh Thiên Sở nghe tên này dường như nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Liên Y gật đầu, vâng, trời sắp tối rồi, hai người đến đây dáng vẻ rất cao hứng. Mà má bảo tôi phụ trách phục vụ họ, nhưng bọn họ chẳng cần cái gì, tiến vào một nhã gian, đóng cửa lại, bảo tôi chờ ở ngoài, không biết là nói cái gì đó. Một lúc sau, chợt nghe Kha công tử lớn tiếng gọi nước trà. Tôi vội mang trà đẩy cửa tiến vào, người thấy mùi thối, sau đó nhìn thấy... Nói đến đây, chợt nghe Tú Bà ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Liên Y, khiến cô nàng hoảng sợ, nín miệng. Mạnh Thiên Sở phung chân đạp mạnh lên mặt Tú Bà, khiến mụ té nhào, gương mặt già như bị dầu thoa đầy, mũi miệng ứa máu. Mạnh Thiên Sở cúi người xuống nói, ngươi dám quấy nhiễu lão gia phá án nữa, lão gia sẽ biến cái đầu heo của ngươi thành trái cả nát cho xem. Không tin ngươi cứ thử coi. Tú Bà vội vã dập đầu xin tha. Mạnh Thiên Sở biết đã nói đến thời khắc quan trọng, cần phải giải trừ tâm lý e ngại của Liên Y, liền trấn an nàng, cô đừng sợ, cô tố giác tội phạm ta sẽ phụ trách an toàn cho cô. Mạnh mỗ ta nói được làm được, còn về Tú Bà này thì khẳng định là đồng bạn của hung thủ, ta sẽ giao mụ cho tri phủ đại nhân xử lý, mụ chẳng hại được cô đâu. Liên Y cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở nói tiếp, khi tôi tiến vào trong phòng thấy Lý công tử đang nằm dựa trên ghế cười cười, Kha công tử ngồi ở ghế đối diện đang gặp người không ngừng ói vào trong góc phòng. Khi thấy tôi mang trà vào, Kha công tử giật lấy uống một hớp rồi nhổ ra sàn, tiếp đó gặp người nôn khan không ói ra được cái gì cả. Lúc này thì ma má đến hỏi tôi sự tình đã qua. Kha công tử nói đau đầu muốn về, mà má sai tôi đỡ Kha công tử xuống thuyền ngồi xe ngựa ra về. Mạnh Thiên Sở hỏi, còn Lý công tử thì sao? Lý công tử nhất bực nằm dựa vào ghế ở nhã gian giống như ngủ vậy, cho đến canh hai đêm đó mới dậy đòi thức ăn, rồi bảo tôi đàn mấy khúc uống chút rượu, đại khái canh ba thì trở về. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi, cô nhớ kỹ lại tình huống lúc mới vào xem đã nhìn thấy những gì? Lúc tôi tiến vào thấy Kha công tử nôn phì phì ra đất, toàn là nước bọt thôi. À đúng rồi, trước mặt Kha công tử có một vết nước bọt đầy vụn đen. Lòng Mạnh Thiên Sở chợt rúng động, nhớ đến chất cặn bã màu đen trong bao tử của Kha chủ, và đó chính là độc dược chí mệnh, liền vội hỏi, vậy số vụn đen đó đâu rồi? Tôi đưa Kha công tử xuống thuyền xong thì lau dọn gian phòng, đem đổ số đó xuống hồ luôn rồi. Mạnh Thiên Sở vỗ đầu mình, chứng cứ trọng yếu như vậy mà đã tiêu tan, không phải nói làm sao nữa, nhưng cũng không thể trách Liên Y được, lúc đó cô ta làm sao có thể biết được đó chính là độc dược giết chết Kha chủ đây. Liên Y thấy Mạnh Thiên Sở ủ rũ như vậy, cũng cảm thấy mình đã đem thứ đó bỏ đi gây nên họa, nên áy náy nhìn hắn hỏi, thứ đó trọng yếu lắm sao? Mạnh Thiên Sở ủ rũ gật đầu. Liên Y nói, tôi thấy Kha công tử còn một ít trong tay, không biết trên người có còn hay không. Hả, thế là thế nào, nói kỹ một chút xem. Lúc đó sau khi Kha công tử ói xong, định quẳng số hoàn thuốc màu đen còn lại đi, nhưng sau đó không nỡ, cuối cùng nhíu mày bỏ luôn mấy viên đó vào miệng, hớp trà nuốt vào. Nếu như trong tay của cậu ta có dược hoàn màu đen đó thì trên người ắt cũng có. Liên Y cho rằng Mạnh Thiên Sở tìm kiếm số viên thuốc này nên mới nói cho hắn phỏng đoán của mình. Đối với Mạnh Thiên Sở, trên người Kha công tử còn thuốc hay không không quan trọng, mà điều quan trọng chính là số thuốc mà Kha chủ uống vào có phải là vụn màu đen nằm trong bao tử khiến y trúng độc hay không. Nếu là đúng thì loại thuốc đó rốt cuộc là cái gì? Tổng hợp những gì đã tìm hiểu được trong mấy ngày vừa qua, Mạnh Thiên Sở đã có được phán đoán đại khái, nhưng hắn cần phải tiến thêm một bước chứng minh nên hỏi,
Lên đi cô nương, cô nói khi cô tiến vào, ngửi được mùi thối. Mùi thối đó từ đâu ra? Là mùi thối như thế nào? Là mùi của hoàn thuốc trên tay Kha công tử và các vụn màu đen đó. Mùi vị thì có điểm giống như cái bồn nước tiểu để lâu ngày không đổ đi vậy. Mùi nước tiểu rất nồng nặc. Mắt Mạnh Thiên Sở sáng rực lên. Vậy phòng hai người ngồi đó ở chỗ nào, dẫn ta đi xem. Mạnh Thiên Sở túm tóc Tú Bà kéo đi, mở cửa phòng. Bọn nóng rùa ở ngoài cửa đã tránh ra xa, nhưng phần lớn đều cầm thiết côn, bộ dạng vô cùng độc ác, nhìn chừng chừng Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở coi như không thấy gì, cho Lenny đi trước dẫn đường, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đi giữa, còn hắn thì túm tóc Tú Bà đi đoạn hậu. Họ đi dọc theo bong thuyền mới tới nhã gian. Lenny đẩy cửa bước vào, Mạnh Thiên Sở cho Hạ Phượng Nghi đứng bên cửa, không cho loạn động, bảo Tú Bà quỳ xuống sàn. Hắn hỏi Lenny chỗ Kha chủ ói mửa khi đó, rồi nằm phục xuống cẩn thận quan sát kiểm tra kẽ hở cửa lèn ván lót phòng. Đột nhiên hắn vui mừng hô lên một tiếng vì phát hiện ở khe hở có mấy mảnh vụn màu đen, liền dùng ngân châm trong tay khẽ khều ra, tập trung đặt trên tay rồi đưa mũi ngửi, quả nhiên có mùi khai của nước tiểu. Mạnh Thiên Sở như bắt được vật chí bảo, cười tươi bảo với Lenny tìm một mảnh giấy, bỏ số vụn đen này vào gói lại đút vào trong lòng. Kiểm tra khắp phòng không còn gì khác lạ nữa, hắn ngồi trên ghế dùng mũi chân đá Tú Bà. Ê, ta hiện giờ có lời muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi không thành thật trả lời thì ngươi biết rõ kết quả rồi đấy. Máu trên miệng mũi của Tú Bà tuy đã ngừng chảy nhưng vẫn dính đầy mặt, thần tình lang bái cùng cực, gật đầu thưa. Mạnh gia, lão thần nhất định trả lời thật tốt mà. Vậy được rồi, vừa rồi những gì Lenny cô nương nói có đúng hay không? Đúng, đúng, đúng là như vậy. Lúc đó lão thân đang ở trên lầu chào mời khách, nghe Kha công tử muốn uống nước, vội chạy xuống tiến vào phòng. Thấy Kha công tử đang nhíu mày uống thuốc đen, rất thôi, không biết là loại thuốc gì. Trên sàn còn có một số chất ói, lợn cợn cặn đen. Tôi hỏi Kha công tử uống gì vậy, cậu ta không nói. Chờ chuyện một lúc, Kha công tử bảo đầu óc say sẩm muốn về. Tôi gọi Lenny đưa xuống thuyền, ngồi xe ngựa đi. Mạnh Thiên Sở tức giận hỏi. Vậy vừa rồi ngươi vì sao giấu không khai, còn ngăn Lenny cô nương kể ra hả? Lão thân nhất thời hồ đồ, nghe nói Kha công tử chết rồi, lão thân hoài nghi là có thể liên quan đến số thuốc thối dùm mà cậu ta uống ở trên thuyền, lại sợ liên lụy đến chúng tôi, cho nên dặn dò không cho Lenny nói. Ngươi làm cái mẹ này là hại tới công vụ cảnh là làm dối nha môn tra án, phải y luật trị tội rồi. Lão thân hồ đồ, sau này không dám vậy nữa đâu. Mạnh Thiên Sở bảo Lenny đem giấy bút ra, bản thân tự ghi lại khẩu cung của Lenny và Tú Bà, sau đó cho họ ghi tên in dấu tay. Sau khi làm xong chuyện này, chờ một chút thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, từ xa đã nghe tiếng Lâm Trường Quý gọi: "Mạnh sư gia, Mạnh sư gia." Tiếp theo đó, cửa phòng được kéo mở ra, Lâm Trường Quý đầu đầy mồ hôi tiến vào, miệng thở phì phì, cung tay khom người thi lễ: "Mạnh gia gia, thật là xin lỗi mà, bọn tiểu nhân không biết sư gia ngài đại giá quang lâm, có điều gì mạo phạm, thỉnh sư gia thứ tội cho." "À, vẫn còn ổn, bị nhân xương chắc vẫn chưa bị người của ông đánh chết đâu, nhờ mạng lớn nên vẫn còn tiếp tục, thế chi phủ đại nhân phá được án mạng, con trai chi phủ đại nhân bị giết trên hoa thuyền của ông, cái đó có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh rồi." Lâm Trường Quý nghe thế, chán dịn đầy mồ hôi. Y và Kha chi phủ tuy có giao tình, nhưng con trai Kha chủ của chi phủ đột nhiên chết đi, y cũng đến tham gia đám tang, biết Kha chi phủ nhất mực nghi ngờ về cái chết ly kỳ của con trai mình. Mạnh Thiên Sở phá án như thần, y biết hiện giờ hắn nói hắn đã chịu sự ủy thác của chi phủ đại nhân phá án, đặc biệt là khẳng định con trai của chi phủ đại nhân bị giết trên thuyền này, quả là cái tội mà y không thể nào gánh nổi. Đến lúc này, hai đại hán đã được cứu tỉnh, định nhờ Lâm Trường Quý báo thù cho mình. Không ngờ thấy Lâm Trường Quý đối với người trẻ tuổi này cung kính nhất mực, lòng kêu khổ liên miên. Lâm Trường Quý quay lại đưa tay chỉ hai đại hán quát: "Mạnh sư gia là ân nhân của Lâm mỗ ta, là bằng hữu của ta, hai tên cẩu nô tài ngươi đuôi mắt rồi, không ngờ lại dám động thủ với ân nhân của Lâm mỗ ta, người đâu đem phế hai tay của chúng đi." Năm sáu đại hán theo Lâm Trường Quý xông tới, lôi hai tên đại hán đã sợ bay hết hai hồn tám vía đè xuống. Một tên trong đó rút cây dao mổ trâu bén ngọt lấp lánh hàn quang, định chặt xuống cổ tay của hai tên đại hán này, khiến hai người cầu xin thảm thiết. Kỳ thực hai đại hán này chẳng hề động tới chéo áo của Mạnh Kiên Sở, ngược lại còn bị hắn tẩn cho một trận nên thân, hiện giờ còn sắp bị chặt hai tay, quả là không đáng. Mạnh Kiên Sở không muốn làm quá, xua tay: "Thôi đi, tha cho chúng đi."
Lâm Trường Quý bấy giờ mới ra lệnh dừng tay, cầm một cái guốc gỗ đến trước vả vào mặt hai tên hơn 10 cái, hậm hực nói: "Hai tên nô tài chó má, còn không tạ ơn cứu mạng của Mạnh sư gia." Hai tên đại hán bị đánh tóe máu mũi nhưng không dám lau, hai tên vốn mập lúc này mặt càng mập hơn, nghe lời quỳ xuống bò tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, dập đầu như tế sao cảm tạ. Mạnh Thiên Sở phất tay cho chúng đi, hai người mới bò dậy lom khom lùi ra ngoài. Lâm Trường Quý bây giờ mới đem guốc gỗ đánh cho thú bà bầm dập, sau cùng ngay cả Mạnh Thiên Sở chịu không nổi mới bảo ông ta dừng tay. Sau khi giáo huấn người nhà xong, Lâm Trường Quý bấy giờ mới cười cầu tài nói: "Sư gia, đều trách bị nhân quản giáo không có cách, thật là mất mặt quá mà, ngài coi ở chỗ Kha Chi Phủ." Mạnh Thiên Sở đương nhiên hiểu Lâm Trường Quý đánh thu bà và hai tên bảo tiêu trước mặt hắn là muốn cho hắn hả giận để hắn khỏi trước mặt Kha Chi Phủ nói xấu ông ta, liền bảo: "Lâm Trường Quý, ông yên tâm, ta sẽ không nói loạn trước mặt Kha Chi Phủ, chỉ có điều căn cứ tình huống đã tra rõ hiện giờ, Kha công tử rất có khả năng là trúng độc trên hoa thuyền ấn nguyệt của ông. Điểm này ta phải như thật bẩm báo cho Kha Chi Phủ." Lâm Trường Quý vội cười cầu tài: "Cái đó thì đương nhiên, loại đại sự thế này bị nhân không dám cầu sư gia ẩn giấu cho, chỉ hy vọng sư gia ở trước mặt Kha Chi Phủ nói tốt vài câu là được." "Chuyện này cũng được thôi, không thành vấn đề." Sau đó Mạnh Thiên Sở nhìn sang Liên Nhi: "Thế nhưng có chuyện có thể phải phiền đến Lâm Trường Quý đây." Lâm Trường Quý nghe Mạnh Thiên Sở đã đáp ứng, vội cười tươi nói: "Sư gia có chuyện gì xin cứ dặn dò." Mạnh Thiên Sở chỉ vào Liên Nhi: "Liên Nhi cô nương đã lập đại công trong việc phá này, ta muốn trục thân cho cô ta." Liên Nhi nghe lời này vừa kinh vừa mừng, run giọng nói: "Sư gia." Lâm Trường Quý rất nhanh nhẹn nói ngay: "Ồ, chỉ là chuyện nhỏ, bị nhân trở về lập tức đưa khế ước bán thân của Liên Nhi cô nương đưa đến chỗ phủ sư gia." Mạnh Thiên Sở cười ha ha, cung tay nói: "Nếu thế thì xin đa tạ, chuyện trục thân này cần bao nhiêu lượng bạc đây?" Lâm Trường Quý khom người nói: "Sư gia nói là gì vậy? Nếu như sư gia đã nhìn trúng Liên Nhi cô nương, bỉ nhân cứ tặng cho sư gia là được rồi, không cần phân tiền nào đâu." Cái này làm sao mà được? "Cứ định như vậy đi, sau này còn mong sư gia giúp cho nhiều việc khác nữa." "Nếu như thế thì xin đa tạ vậy." Mạnh Thiên Sở cung tay xá xá, lòng nghĩ dù gì thì ngươi cũng có tiền, không cần phải khách sáo làm gì. Lâm Trường Quý mặt mày vui vẻ nhìn Liên Nhi nói: "Liên Nhi cô nương, sau này cô là người của Mạnh gia rồi, phải tận tâm phục thị Mạnh gia nghe chưa?" Liên Nhi mắt nhòe lệ quỳ lại Mạnh Thiên Sở, Phi Yến bước tới đỡ nàng ta dậy. Mạnh Thiên Sở mang Hạ Phượng Nghi, Phi Yến và Liên Nhi cáo từ, ngồi xe trở về nha môn của huyện Nhân Hòa. Trên đường, Hạ Phượng Nghi nhìn về phía Liên Nhi hỏi Mạnh Thiên Sở: "Phu quân, chàng đòi Liên Nhi cô nương chuẩn bị an bài thế nào?" Phi Yến ngồi bên cạnh cười khanh khách: "Thiếu gia ắt là nhìn trúng Liên Nhi cô nương rồi, muốn thu về nhập phòng lạp làm tiểu thiếp đây mà." Nghe lời này, Liên Nhi lập tức đỏ gay, cúi đầu e ấp không dám nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở trừng mắt nhìn Phi Yến: "Coi em nói gì vậy, ta chưa định nạp thiếp đâu, ta trục thân cho cô ta là có nguyên nhân. Nếu ta không trục thân cho Liên Nhi, cô ta ở trước mặt tú bà nói nhiều chuyện liên quan đến hoa thuyền như vậy, chúng ta vừa đi thì cô ta không bị tú bà đánh chết mới là lạ." Liên Nhi cảm kích nói: "Liên Nhi đa tạ, Mạnh gia đã lo nghĩ giùm." Hạ Phượng Nghi gật đầu: "Phu quân nói phải lắm, sau này an trí Liên Nhi cô nương thế nào đây?" Mạnh Thiên Sở hỏi Liên Nhi: "Cô có quê để về không? Nếu có thì ta gửi cô chút hành trang trở về quê đi." Sắc mặt Liên Y ảm đạm: "Thiếp thân từ nhỏ đã bị người lừa bán vào ấn nguyệt hoa thuyền làm nghệ kỹ rồi, không còn nhớ quê ở đâu nữa, cũng không biết trong nhà có ai." "Thảm thật, thì ra là bị lừa gạt đem bán." Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ liền hỏi: "Cô còn chỗ nào để đi không?" Liên Y đã biết Mạnh Thiên Sở không muốn lạp mình làm thiếp, trục thân cho mình là để tránh cho Lâm gia bức hại. Nàng vốn không dám vọng tưởng xa vời, có thể thoát ly phong trần cổ ải là may mắn lắm rồi. Khi nghe thế, nàng miễn cưỡng cười liền nói: "Liên Y vô thân vô cố, nhưng mà Mạnh gia không cần phải lo cho Liên Y, Liên Y sau này có thể hát sướng kiếm tiền." Mạnh Thiên Sở lắc đầu: "Như vậy không được, nếu như ta đã lo chuyện này thì phải lo cho tới nơi tới chốn, không thể lúc này buông tay không quản được." Phi Yến đề nghị: "Hay là giữ cô ta lại làm nha hoàn đi." Mạnh Thiên Sở đưa tay vuốt mũi Phi Yến: "Con quỷ nha đầu cơ linh này đã đủ làm ta sợ rồi, còn cần nhiều nha hoàn làm cái gì đây?" Hạ Phượng Nghi liền nói: "Nếu là như thế thì thiếp có một chủ ý,
không biết Liên Y cô nương có bằng lòng hay không mà thôi. Mạnh Thiên Sở liền hỏi, chủ ý gì vậy? Hạ Phượng Nghi đáp, cho Liên Y cô nương sau này ở Tây Tử Tiểu Lâu của chúng ta đàn cầm diễn sướng, tiền thu được cô ta lấy, chúng ta quản ăn ở cho cô ấy, như vậy có thể có cái hay đối với chuyện làm ăn. Quán rượu có âm nhạc ư? Chủ ý hay, hay. Mạnh Thiên Sở cười hỏi, Liên Y, ý của cô thế nào? Liên Y trước mắt không thân thích, có thể có chỗ để ở như vậy so với phiêu lưu khắp nơi hát sướng hay hơn rất nhiều. Trước đó nàng ta làm nghệ kỹ sướng ca, kiếm được tiền đều là của người khác, hiện giờ ca hát được tiền là dành cho bản thân, lại còn có chỗ ở ổn định. Kết quả này đối với Liên Y mà nói chẳng khác gì cái bánh từ trên trời rơi xuống, mừng rỡ vô cùng. Liên Y nguyện ý, đa tạ Mạnh gia, đa tạ mợ chủ. Phi Yến cười nói, đúng rồi, đầu bếp họ Quan ở Tiểu Lâu chúng ta rất có trách nhiệm, lại có nghề, tới giờ vẫn còn đơn độc, hay là đem Liên Y hứa gả cho Quan đầu bếp đi. Liên Y nghe thế mặt đỏ hồng. Mạnh Thiên Sở nói, đây là hôn nhân đại sự, hãy để Liên Y cô nương tự làm chủ đi, chúng ta không cần phải thái quá nhiệt tâm đâu. Phi Yến nói, em thấy Quan đầu bếp không tệ, Liên Y cô nương nhất định sẽ thích thôi. Mạnh Thiên Sở cười, nếu như hai người họ có tình ý, có duyên phận với nhau thì đương nhiên tốt quá rồi, nhưng hãy để cho hai người họ tự phát triển đi. Trở về nha môn, Mạnh Thiên Sở lập tức vào trong phòng nhỏ của mình, lấy kính hiển vi ra soi và so sánh chất cặn bã đen trong bao tử của kha chủ và số mới thu được, phát hiện hai thứ có tổ chức kết hợp kết cấu phi thường giống nhau, đoán định là cùng vật phẩm. Từ đó xác định lúc ấy kha chủ ở Ấn Nguyệt Hoa Thuyền uống dược hoàn màu đen kia cũng chính là chất cặn bã màu đen còn lại trong bao tử của y. Như vậy có thể nói kha chủ ở Ấn Nguyệt Hoa Thuyền trúng độc, không còn nghi ngờ gì nữa. Số vụn đen này từ đâu mà ra, ai cấp cho kha chủ, có phải là có người lừa y uống hoàn dược này không? Những cái này còn chưa rõ, muốn tra cho ra thì phải dò hỏi Lý Như Hàn, bởi vì kẻ này ở đó lúc việc xảy ra. Mạnh Thiên Sở quyết định đến nhà Lý Như Hàn bái phỏng. Lúc này các cửa vào báo nói là Lâm Trừng Quý đến thăm, đang chờ ở phòng khách. Mạnh Thiên Sở thu dọn mọi thứ đến phòng khách, vừa nhìn đã thấy Lâm Trường Quý đặt cạnh bàn trà một cái dương nhỏ, lòng thầm nghĩ lão tiểu tử này nhất định là đến tống tặng lễ vật cho mình đây. Quả nhiên Lâm Trường Quý nói một tràng lời cảm kích và xin lỗi, đưa dây bắn thân của Liên Y cho Mạnh Thiên Sở xong rồi mở cái dương nhỏ trên bàn trà ra, thấy chất đầy 100 lượng bạc. Mạnh Thiên Sở đương nhiên hiểu là Lâm Trường Quý biết con trai Kha Chi Phủ chúng độc trên hoa thuyền Ấn Nguyệt của mình. Còn Mạnh Thiên Sở trong quá trình tra án bị bọn nô tài của Lâm gia gây trở ngại và dùng bạo lực uy hiếp, nếu như hắn tức giận tố cáo với Kha Chi Phủ thì Lâm Trường Quý y cũng không xong. Do đó y tặng số bạc này là bồi tội và bịt miệng của Mạnh Thiên Sở, miễn để hắn thêm mắm thêm muối khi nói cho Kha Chi Phủ nghe. Vừa rồi Mạnh Thiên Sở ở trên hoa thuyền đã nói rõ chuyện Kha chủ bị trúng độc trên thuyền là không thể ẩn man, cần phải bẩm báo với Kha Chi Phủ. Lâm Trường Quý lúc đó cũng yêu cầu Mạnh Thiên Sở đừng nói loạn là được. Do đó số bạc này Mạnh Thiên Sở quyết định thu, vì cái hắn thiếu nhất hiện nay là tiền. Chỉ cần là có tiền mà không cần phải tắng tận lương tâm thì hắn sẽ thu hết. Tiễn Lâm Trường Quý đi xong, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến thấy Mạnh Thiên Sở lại có thêm 100 lượng bạc đều mừng cho hắn. Vương Bộ Đầu đã phân phần lớn bộ khoái đi theo dõi điều tra tả dây âm. Mạnh Thiên Sở quyết định một mình đi tới nhà Lý Như Hàn dò hỏi. Hắn ngồi kiệu do Thái Chi huyện chuyên môn dành cho hắn đến phủ của Lý Viên Ngoại trình bái thiếp ra, mới biết Lý Như Hàn đang mang tùy tùng đi Tây Hồ du thuyền. Tử đệ nhà có tiền không phải lo gì cơm gạo mắm muối, chỉ lo làm sao tiêu tiền thôi, đương nhiên suốt ngày đi tìm chỗ vui chơi. Người không có nhà không cần vào nữa, Mạnh Thiên Sở quyết định lập tức đến Tây Hồ tìm Lý Như Hàn. Hắn ngồi kiệu đến hoa thuyền Ấn Nguyệt, lúc này trời đã tối, khách trên thuyền đông nghịt. Tú bà mặt mày bầm tím nhìn thấy Mạnh Thiên Sở bước lên sàn thuyền, vừa sợ vừa khủng hoảng, nói lời không còn linh lợi nữa. Mạnh gia, ngài đến chơi. Ừ, sao hả, không hoan nghênh sao? Lời này làm tú bà run rẩy. Không, tiểu nhân không dám, thỉnh Mạnh gia. Các con gái đâu? Mạnh gia tới rồi, mau tiếp khách nào. Mấy cô nương như hoa như ngọc lập tức như bơm bướm bay tới vây quanh Mạnh Thiên Sở oanh ca yến vũ. Sau sự kiện buổi chiều, toàn bộ cô nương móng rùa ở Ấn Nguyệt Hoa Thuyền đều biết người trẻ tuổi lợi hại này là kẻ ông chủ Lâm cố ý lôi kéo, không dám đắc tội, cho nên bọn móng rùa đều cẩn thận chăm sóc. Các cô nương thì bỏ hết tinh thần để Mạnh Thiên Sở hưởng thụ sinh hoạt thần tiên.
Mạnh Thiên Sở bị một quần cô nương vây kín. Các cô nương này đều trẻ và đẹp, nhưng hắn hiện giờ không đến chơi. Chuyển đầu nói với Tú Bà: Lý Như Hàn công tử có trên thuyền không? Tú Bà dường như đã bị Lâm Trường Quý đánh cho ngu người, nên lúc đầu thì lắc, lúc sau mới gật. Mạnh Thiên Sở cười mắng: Rốt cuộc là có đến hay không? Cậu ta còn chưa đến, nhưng đã phái tùy tùng đến chọn chỗ rồi. Đặt chỗ sao? Hoa trần của bà cần phải đặt chỗ sao? Mạnh gia ngài còn chưa biết, hôm nay ấn nguyệt của chúng tôi vừa đến một vị hoa khôi cô nương tên là Thiên Kỳ, thỉnh từ Nam Kinh tới. Hôm nay là ngày đầu, do đó mọi người đều đến mừng, cho nên mới đặt chỗ thôi. Vậy ư? Hoa khôi, ta cũng muốn xem. Mạnh Tiên Sở vừa nghe đã hứng thú. Dù gì thì Lý Như Hàn còn chưa tới, chờ hắn tới đồng thời xem hoa khôi của hoa thuyền, vừa dò hỏi luôn, nhất cử lương tiện nên hỏi: Còn chỗ nào không? Tú Bà nhìn một tên móng rùa ở bên cạnh, tên này nhất định là phụ trách an bài chỗ ngồi, cười cầu tài nói: Mạnh gia, cái này những chỗ phía trước đều được giữ hết rồi, chỉ có thể còn chỗ đứng ở phía sau thôi. Tú Bà phản ứng cực nhanh, một cú tát bay ra kèm theo tiếng mắng: Đồ ngu, Mạnh gia chúng ta là loại người nào mà đứng hả? Vậy mà các ngươi cũng nghĩ ra được sao? Lập tức đi an bài, đổi chỗ phía trước cho Mạnh gia, làm không được thì chích cái đầu của các ngươi xuống cho Mạnh gia ngồi. Mạnh Thiên Sở cười cười: Cái đó không cần, máu me không ngồi đâu, ghê lắm. Chuyện này không trách các ngươi, chỉ trách ta đến trễ thôi. Mọi người đều háo hức xem dung nhan của vị cô nương mới đến, có ai chịu đổi đâu. Không không, Mạnh gia ngài nói gì thế, để tôi tự đi an bài, ngài hãy đến nhã gian ngồi trước đi. Một đám tiểu cô nương oanh oanh yến yến đưa hắn lên nhã gian. Một lúc sau thì Tú Bà vào, trên mặt Mạnh Thiên Sở đã đầy dấu môi của các vị cô nương. Tú Bà cười nói: Mạnh gia, vị trí đã an bài xong rồi, ngài hãy theo tôi. Mạnh Thiên Sở trước hết lấy khăn lau sạch vết son trên mặt, rồi theo Tú Bà lên tầng trên. Tuy Tú Bà an bài chỗ ngồi không cao lắm, nhưng đã không tệ rồi. Ở hàng thứ hai, ba hàng đầu đều dành cho các khách quý, bố trí rất hảo hoa. Trên bàn trà đầy đồ điểm tâm và trà thơm cực phẩm. Lúc này trời đã sụp tối, Mạnh Thiên Sở ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh. Thế đêm nay người đến quả không ít, hai chỗ trống đã đứng đầy thư sinh mặc trường bào phe phẩy quạt giấy. Xem ra là không có tiền mua chỗ đứng. Những chỗ ngồi phía sau phần lớn đều đã có người, chỉ có bàn khách quý thì còn trống, và gia đình đang bố trí mọi chuyện cho chủ nhân mình. Khi trống kèn trên hoa thuyền nổi lên, các khách quý mới lục tục lên hoa thuyền, nhưng thủy chung không nhìn thấy thân ảnh của Lý Nhữ Hàn. Người hầu của hắn đang dõi mắt trông đợi, thậm chí đến khi Thiên Kỳ cô nương kia xuất hiện mà y cũng chưa tới. Thiên Kỳ cô nương quả là sắc đẹp tuyệt trần, lần đầu tiên được gặp, Mạnh Thiên Sở cảm giác như cô nàng này tương đương Hạ Phượng Nghi, 16 tuổi, giọng nói yêu kiều dễ nghe, đàn tỳ bà như hàng vân lưu thủy, nếu so với Liên Ni thì một trời một vực. Dư âm tán ra, mọi người nghe như túy, như si, hồi lâu mới vỗ tay vang dội, khen ngợi không ngớt. Mạnh Thiên Sở thủy chung lo chuyện của Lý Nhữ Hàn, nghe đại một khúc để hân thưởng phong thái của đệ nhất nghệ kỹ Nam Kinh, rồi quyết định làm việc chính. Khi Thiên Kỳ cô nương đã đến khúc thứ hai, đã đứng dậy lui ra ngoài. Khi hắn xuống lầu, hơi khẽ nhìn lại, thấy đôi mắt như nước của Thiên Kỳ cô nương đang lạc trên người hắn. Mạnh Thiên Sở ngồi kiệu đến nhà họ Lý hỏi, mới biết Lý Nhữ Hàn chưa về. Như vậy thì kỳ quái, tiểu tử này tìm cô nương không xem, cũng không về nhà hầu hạ mẹ cha, lo chạy đi đâu đây, bị thần kinh chăng? Những năm này điện thoại không có, phải chi có gọi điện cái là biết ngay. Hắn quyết định trở về nha môn trước, hôm nay phái Vương Bộ Đầu, Tống Tửng Vũ đi điều tra không biết có tin gì hay không. Trở về nha môn, quản gia của Lý Đại Viên Ngoại đến thăm, đang ở trong phòng khách nói chuyện với Hạ Phượng Nghi là mang giống hoa đến tặng nàng. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, nhìn một bao giống hoa ở góc bàn, mắt nheo lại cười hỏi: Lão Lý Thúc, nghe nói lão gia tử của Tả cô nương bị bệnh sao? Thế nào vậy? Có nghiêm trọng không? Ê, là bệnh cũ ấy mà, thật là khổ cho Tả cô nương. Lão Lý Đầu thở dài: Cả ngày nay cô ta ở nhà tinh tâm chiếu cố cho cha cô ấy đấy. Vậy à, ông sao biết Tả cô nương nhất bậc cả nhà chiếu cố? Trong lời nói này có ý hỏi là ông là quản gia của Lý Đại Viên Ngoại, Tả Dây Âm còn chưa là con dâu chính thức của nhà họ Lý ông, sao lại ở chung đây? Lão Lý Thúc khom người đáp: Hôm nay tôi nhất mực bồi tiếp thiếu gia chúng tôi ở nhà của Tả lão gia tử, do đó nên biết thôi. Mạnh Thiên Sở kỳ quái: Vậy ư, thiếu gia các ngươi cả buổi trưa đều ở nhà Tả gia? Đúng vậy, tiểu nhân nhất mực cùng thiếu gia hầu cận ở Tả gia,
vừa rồi tả cô nương tranh thủ gọi tôi đi một chuyến đem giống hoa đến cho mợ chủ đây, cô nương vẫn còn nhớ chuyện này. Chính vào lúc này Vương Bộ Đầu đã quay lại, lão Lý Thúc biết điều cáo từ đi về. Nếu như Vương Bộ Đầu đã về cũng không cần phải gấp đi tìm Lý Nhữ Hàn nữa, Mạnh Thiên Sở quyết định hỏi rõ tin tức mà Vương Bộ Đầu có được. Vương Bộ Đầu nói: chúng tôi thay đồ thường đến ngoài nhà tả cô nương chờ, định chờ đến tối thì cử tống bộ khoái lén vào điều tra. Chẳng mấy chốc chúng tôi thấy hai xe ngựa từ tả phủ đi ra, chính là xe ngựa của tả cô nương lần trước đưa chúng ta về đấy. Rất may là chúng tôi có chuẩn bị ngựa, tôi cưỡi ngựa theo sau ở phía xa xa. Xe ngựa đi rất từ từ, trời rất nóng, xe không phủ rèm nên nhìn rõ tình huống bên trong. Bên trong có phải là tả cô nương không? Mạnh Thiên Sở vừa hỏi vừa nghĩ thầm rằng vừa rồi lão Lý Thúc nói tả cô nương lo cho cha bệnh cả buổi chiều kia mà. Không phải, trong xe có một nữ tử, thân hình nhìn không giống tả cô nương, dường như hơi lớn, nhìn không rõ mặt vì phủ rèm, giống như sợ người khác nhận ra vậy. Tên hỏa kế đánh xe cũng không phải là người của chi vị quán, xem ra là gia đình trong phủ, dường như có công phu và công phu có vẻ không tệ. Vậy có gì đâu mà kỳ, tả dây âm một thân võ công, có quan hệ với Đông Sưởng, tùy tùng bên người ắt là võ công cũng không tệ rồi. Ông nói tiếp đi. Dạ, xe ngựa ra khỏi thành đi lên núi, đi cả nửa thời thần đến trang viên rất to, sau đó dừng xe lại. Tôi vì e ngại họ biết võ công nên theo hơi xa tránh bị phát hiện, chờ họ đi vào rồi mới lén leo tường vào theo. Không ngờ trước mắt tôi là một bức họa đồ cực kỳ mỹ lệ. Họa đồ mỹ lệ? Ha ha, ông thật biết sử dụng từ để hình dung. Nói rõ là bên trong rất đẹp đúng không? Sơn trang đó gọi là giai âm sơn trang đúng không? Đúng à, sư gia làm sao biết vậy? Ta đi đến đó rồi, hoa bên trong đó rất đẹp. Không sai, hoa bên trong rất đẹp và nhiều, đều là thứ tôi chưa từng thấy, rất là diễm lệ. Tôi trốn trong đám hoa nhìn lén, thấy nữ tử đeo mạng che mặt đó, chỉ huy mấy người hầu khiêng mấy cái túi xuống. Nữ tử đó cởi mạng che mặt ra, tuy cách rất xa nhưng tôi phải giật nảy mình. Sao thế? Nữ tử đó xấu xa vô cùng, mặt dường như bị thiêu qua, nhìn gớm ghiếc lắm. Mạnh Thiên Sở à lên một tiếng nhíu mày, không biết nữ tử xấu xí này có quan hệ gì với tả giai âm. Vương Bộ Đầu tiếp tục nói: sau đó tôi thấy nam nhân đánh xe từ trong nhà bước ra, vắt theo một cái thuổng bắt đầu đào một cái lỗ lớn. Mấy người hầu đem những túi lớn đó quẳng xuống, túi có vẻ rất nặng, sau đó họ nhanh chóng lấp lỗ lại, nữ tử xấu kia lên xe bỏ đi. Các bạn thân mến, câu chuyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.